Bạn có ước mơ làm game. Bạn muốn tạo ra một Genshin Killer đích thực, nhưng mẹ của bạn lại muốn bạn làm văn phòng, hằng ngày vùi đầu vào đống tài liệu toàn chữ và chữ. Thế thì để tôi giới thiệu cho bạn một game engine có tên là BDF. Khoan đã, tôi không hất cùn, để tôi giải thích. Một người đã dùng 200.000 trang PDF để tạo ra một trò chơi thuộc thể loại Dungeon Crawl. Và điều đặc biệt là nó không hề tệ. Thế thì người đấy là ai? Và anh chàng này liệu có vấn đề tâm lý hay không mà lại dùng PDF để làm game? Để biết được điều đó thì xin mời các bạn ngồi xuống, ăn miếng nước, uống miếng bánh. Chúng ta bắt đầu thôi nào. Dungeon Crawl là một nhánh nhỏ của thể loại game nhập vai RPG. Trong game kiểu này, những anh hùng do người chơi điều khiển phải khám phá mê cung, chiến đấu với nhiều loại quái vật khác nhau, tránh những cạm bẫy đầy chết chóc, giải câu đố, thu thập càng nhiều kho báu càng tốt. Từ game đầu tiên sử dụng khái niệm này chính là BDF 5 hay The Dungeon, được tạo ra vào năm 1975, lấy cảm hứng từ bộ game Dungeon and Dragon. BDF 5 cho phép người chơi tạo một nhân vật để khám phá một hầm ngục cố định, chạm trán với những quái vật được tạo ngẫu nhiên thông qua góc nhìn từ trên xuống. Tính mới lạ và thú vị của nó đã thu hút được sự chú ý của không ít người chơi. Sau đấy, họ bắt đầu mở rộng khái niệm Dungeon Crawl mà BDF đã đặt nền móng, từ đó cải thiện và tạo ra sản phẩm độc đáo của riêng mình. Dần dần, dòng game vượt mê cung hồng ngục này càng phát triển về số lượng và chất lượng, sở hữu đồ họa ngày càng chất lượng và đối chơi phức tạp hơn. Có thể kể đến như Diablo, Dungeon Master, The Binding of Isaac, Call of the Lamb, v.v. Điểm thu của thể loại Dungeon Crawl nằm việc chúng khơi gợi sự tò mò và kích thích tinh thần phiêu lưu của người chơi. Khi phải đối mặt với những điều chưa biết, chúng đem đến trải nghiệm về những câu chuyện ly kỳ, bí ẩn cổ xưa đang chờ đợi được phơi bày ra ánh sáng, giúp tạo ra những kỷ niệm khó quên. Bên cạnh đấy, những tựa game thuộc thể loại này thường có độ khó cực kỳ cao, mỗi bước đi trong ngục đều tiềm ẩn nguy hiểm, đòi hỏi người chơi phải có tư duy, chiến thuật, kỹ năng và sự kiên nhẫn để vượt qua. Đánh bại đám quái vật mạnh mẽ hay tìm được kho báu cực khủng mang lại cảm giác thỏa mãn lắm anh em ạ. Nó giúp người chơi thư giãn sau ngày dài học tập và làm việc mệt mỏi. Chính vì thế, Dungeon Crawl luôn nhận được sự quý của cộng đồng game thủ và trở thành một trong những thể loại được ưa thích nhất của nhà phát triển độc lập nhằm thử thách trình độ của mình. Vào ngày 11 tháng 7 năm 2017, một lập trình viên có tên là Clint Berlanger, người sở hữu niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật và thể loại Dungeon Crawl, đáp ủ dự án về tựa game nhập vai khám phá hầm ngục theo phong cách cổ điển. Nhờ sự giúp đỡ của những người bạn chung chí hướng, Clint cho ra mắt Heroine Dust dưới dạng trò chơi miễn phí trên trình duyệt web. Tựa game này lấy bối cảnh ở một thế giới giả tưởng, nơi mà mặt trời biến mất trong vài ngày và các thế lực tà ác đang lợi dụng màn đêm để xâm lược nhân loại. Nhập vào một nữ nô lệ quả cảm, người chơi phải tìm đường vượt qua mê cung, đối đầu với vô số kẻ địch hùng mạnh ngáng đường để chống lại bóng tối vĩnh hằng. Cách chơi của Heroine Dust rất đơn giản, các bạn sử dụng bốn phím WASD hoặc mũi tên để di chuyển theo góc nhìn thứ nhất, ấn dấu cách hoặc Enter để tương tác với môi trường xung quanh, chọn lệnh tấn công hoặc chạy trốn. Tất cả những gì bạn có thể làm trong trò chơi này là khám phá lanh quanh và đánh bại kẻ địch. Nghe thì khá dễ dàng đấy, nhưng chúng đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng trong từng đường đi nước bước, vì chúng ta chỉ có duy nhất một màn chết là đi lại từ đầu. Ngoài ra, sau khi mở rương báu nằm rải rác trong các góc ngách hiểm hóc của mê cung, người chơi có thể nhận được nhiều phần thưởng hậu hĩnh, bao gồm những trang bị xịn sò hơn hay thậm chí là phép thuật đặc biệt vô cùng hữu ích, giúp tăng tỷ lệ sống sót của bạn. Bên cạnh đấy, giao diện game được thiết kế tối giản, các chỉ số nhân vật được xuất hiện khi mở info nằm ở góc trên bên phải màn hình, và nếu bạn không nhấp vào đấy thì chúng sẽ không hiện ra. Chỉ chừa là minimap để người chơi có thể tập trung vào việc khám phá. Còn khi vào combat cũng đơn giản không kém, góc trái bên dưới là thanh máu và mana, bên phải là tùy chọn tấn công, bỏ chạy hoặc dùng phép thuật nào đấy nếu bạn may mắn lượm được. Các đòn đánh của hai bên sẽ đều lần lượt hiện lên ở phía trên thanh HP, cho phép các bạn lựa chọn chiến thuật phù hợp với kẻ địch hiện tại. Khi gần hết máu, toàn bộ khung thành trong game sẽ biến thành màu đỏ, như để cảnh báo rằng nhân vật của bạn sắp có ba mẹ mới. Nghe thì có vẻ việc giãn lược UI UX giúp trò chơi trông có vẻ gọn gàng hơn, nhưng nó lại vô tình không cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết, khiến việc tính toán vạch ra kế hoạch của bạn là cực kỳ khó khăn. Các bạn hãy thử nhìn vào cái hình này đi, liệu bạn có biết lực chiến hay phép thuật của mình nằm ở đâu không? Không, bởi vì game nó có nói đâu biết. Và để biết được bạn mạnh như thế nào thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc lao đầu vào chiến đấu. Bạn thắng thì bạn mạnh, bạn thua là do kỹ năng. Chính vì thế, người chơi sẽ cảm thấy rất chán nản sau một hồi cứ mãi lanh quanh ở vài khu vực nhất định. Dù giống bao tựa game nhập vai phong cách retro khác và còn khá thô sơ, nhưng Heroine Dust vẫn thu hút được sự chú ý nhất định bởi hình ảnh tuyệt đẹp lẫn đối chơi hoài cổ, gợi nhớ vào một huyền thoại Dungeon Crawl vào những năm 1980-90. Một số người còn trở thành fan, ngó ý tạo thêm một số trang bị, quái vật mới, giúp trò chơi trở nên đa dạng và hoàn thiện hơn. Ngoài ra, do xuất phát từ sở thích cá nhân và mong muốn tự thách thức bản thân mình, Clint vui vẻ chia sẻ toàn bộ tài nguyên lên open.gameart.org, cũng như cho phép sửa đổi nội dung trò chơi, biến nó thành một sản phẩm không nhằm mục đích thương mại.
Nhờ vào quyết định ấy, Herindert có thể được đầu thai dưới dạng một file PDF. Vào mùa hè năm 2020, chàng trai lập trình viên có tên là Lucas Simon đã sử dụng tài nguyên của Clint Berlanger và những người hâm mộ để tạo một trò chơi vô cùng đặc biệt và đăng tải nó lên itch.io dưới cái tên Undying Dust. Thoạt nhìn thì nó chỉ là phiên bản hoàn thiện hơn của Heroin Dust, trông không có gì đặc biệt giữa hàng hà sa số sản phẩm cùng thể loại khác trên thị trường. Tuy nhiên, điều khiến đứa con tinh thần của Lucas trở nên độc đáo, tách biệt hoàn toàn với những cái tên khác nằm ở việc nó không hề được tạo ra từ bất kỳ công cụ lập trình làm game phổ biến nào cả, mà bản thân nó chỉ là một file PDF dài tận 200.000 trang. Mỗi trang đóng vai trò như một khung hình trong game, miêu tả lại một mê cung ngổn ngang, hiển thị một giao diện chứa đầy đủ bảng điều khiển, hành động, thông tin về nhân vật, kẻ địch lẫn môi trường xung quanh và nút bấm liên kết với những trang khác trong PDF, giúp cuốn sách ấy có thể vận hành trơn tru, chẳng khác là một trò chơi thật thù. Về mặt bối cảnh, chúng ta sẽ nhập vai vào một người phụ nữ đang mắc kẹt tại một tu viện kỳ lạ, chứa đầy quái vật nguy hiểm. Để di chuyển và tương tác trong mê cung đáng sợ ấy, các bạn chỉ cần click vào mục tiêu trên giao diện và nó sẽ đưa bạn đến đúng khung hình tiếp theo trong cuốn sách PDF đó. Tương tự với vị tiền bối mà Undying Dust học hỏi, bạn phải khám phá xung quanh và đánh bại kẻ địch ngắn đường một cách thận trọng, tìm kiếm rương báu để nhận được trang bị xịn sò hơn hay phép thuật đặc biệt giúp cho quá trình phá đảo bớt chông gai hơn. Điều khiến từ game này được xem như là phiên bản nâng cấp và hoàn thiện hơn của Heroin Dust nằm ở việc nó bổ sung rất nhiều nội dung giúp nâng cao trải nghiệm của người chơi. Ngoài những rương báu, vũ khí, phép thuật và cả quái vật mới, Lucas thêm vào rất nhiều câu đố dưới dạng bài thơ hay câu hát dân gian vô cùng thú vị trải dài suốt 10 địa điểm khác nhau trong trò chơi. Đa số được thiết kế cực kỳ thông minh, cung cấp manh mối khá trừu tượng nhưng cũng chưa mơ hồ đến mức bạn không thể nào tìm ra lời đáp. Không dừng lại đấy, Undying Dust có tận hàng nghìn cái game over khác nhau, sở hữu tận 4 bí mật và một cái kết ẩn đang chờ cộng đồng mở khóa. Những ai phá đảo từ game đặc biệt này rồi sẽ được ghi vào sảnh đường danh vọng, được công bố chính thức trên trang web riêng do chính tác giả cập nhật. Đến đây, các bạn có lẽ sẽ thắc mắc, làm thế quái nào một file PDF văn bản có thể thành game được chứ? Thực ra thì nó dễ hơn các bạn nghĩ nhiều. Lucas Simon đã làm như thế này. Toàn bộ file PDF là một quyển sách khổng lồ, thế nên anh đã tận dụng hơn 200.000 trang, mỗi trang là một frame của game. Mỗi khi chúng ta bấm bất kỳ một cái nút nào thì sẽ được dịch chuyển tự động đến một trang tương ứng, thể hiện kết quả của sự lựa chọn đó. Dù trong sơ qua thì chẳng khác mấy so với phiên bản của Clean, nhưng Undying Dust lại có cách thể hiện phức tạp hơn rất nhiều. Do là một từ game được tạo ra từ PDF, mỗi trạng thái nhân vật ở từng ngô đang đứng sẽ dẫn tới những thông tin khác nhau, tương ứng với một trong số 200.000 frame được thiết kế trước. Và đương nhiên, vì đây là sách cho nên là màn cơ bắp với lục quái vật không được chiếu hiệu ứng như bình thường, mà chỉ đơn giản là hiện luôn kết quả. Ừ thì có hơi cục hứng xíu, nhưng mà các bạn đòi hỏi gì hơn ở một cuốn sách chứ? Từ game này như một cuốn sách phiêu lưu dành cho trẻ em ngày xưa, được phù phép thành một từ game phải gọi là khá hoàn chỉnh qua bàn tay biến hóa của tác giả. Và nếu bạn thắc mắc, nếu nó là sách thì game này không có tiếng à? Không, game này có tiếng. Thậm chí âm thanh trong game này được làm khá tốt, tạo nên bầu không khí cho đúng chất một chuyến phiêu lưu tràn ngập nguy hiểm phía trước. Đấy, có thể là tiếng gió rít qua tán cây cùng vài giọng nói thì thào ghê rợn, không rõ nguồn phát ra tại một khu rừng hoang gần nghĩa địa. Khúc nhạc du dương tại một thị trấn nhỏ vô danh đem lại cảm giác bình yên giữa màn đêm u tối, lạnh lẽo. Hay bản hùng ca với giai điệu dồn dập tăng cao sĩ khí trong trận chiến cuối cùng với chùm cuối. Người chơi chỉ cần bấm vào nút sao chắc là trình duyệt sẽ tự động mở lên và phát giai điệu đậm chất fantasy, góp phần làm cho thế giới trong Undying Dust trở nên huyền bí hơn. Tuy nhiên thì trò chơi vẫn tồn tại khá nhiều khuyết điểm, khiến trải nghiệm của nó không được trọn vẹn cho lắm. Ngoài những bất click vặt vảnh hay là lỗ chính tả ở một số đoạn hội thoại, thì sự chế chủ yếu xoay quanh việc game không hề đưa ra bất kỳ chỉ dẫn nào hết. Chỉ đơn giản là giới thiệu sơ cái bối cảnh, rồi người chơi tự khám phá xung quanh. Trong vài chục phút đầu tiên, chúng ta sẽ đi vòng vòng quanh khu rừng đầu game với vọng rằng mình sẽ tìm được thứ gì đó hữu ích. Đôi bạn phải tự nắm bắt cơ chế và xác định rõ mục tiêu phải hướng tới. Chả có cái main quest nào hết. Điều này phần nào gây khó chịu cho người chơi vì không pha cũng thích lang thang vô định khắp nơi, mãi chẳng có tiến triển gì đáng kể. Và khi bạn đã nắm bắt được cơ chế thì giai đoạn giữa game cũng chả khá khẩm hơn bao nhiêu. Lấy ví dụ của Demon Seamus, con vật này chắc chắn là phòng tôm, bởi vì nó sẽ quanh sóc nhân vật của bạn dù bạn có trang bị mũ giáp, vũ khí, phép thuật cao cấp đến tận răng. Điều đáng nói đây là chẳng có thông tin nào nói về độ nguy hiểm hay cách đánh bại con vật này cả, nên chắc chắn các bạn sẽ bị game over một cách tức tưởi trong lần chơi đầu tiên, cày không thể nào tả nổi. Bên cạnh đấy, gợi ý về 4 bí mật ẩn giấu trong trò chơi quá mơ hồ và quá khó tìm thấy. Bằng chứng nằm ở việc tại chính cái trang web vinh danh game thủ đã phá đảo Undying Dust thì chỉ có vỏn vẹn 4 người tìm đủ chúng mà thôi.
đồng ý rằng đã gọi là bí mật thì không thể nào gợi ý quá lộ liễu. Tuy nhiên, nếu đưa ra thông tin quá ít như thế, tới nỗi người giải ra đếm trên đầu một bàn tay, thì rõ ràng đây không phải là câu đố được thiết kế tốt. May mắn thay, sau khi lắng nghe ý kiến từ cộng đồng, thì Lucas đã bổ sung thêm một bản patch cung cấp thêm manh mối, giúp việc khám phá trở nên dễ dàng hơn. Từ một trò chơi Dungeon Crawl đơn giản, mang phong cách hoài cổ, Lucas đã khéo léo tạo nên một tựa game vô cùng đặc biệt từ những trang sách rời rạc, mang lại giây phút giải trí thoải mái đáng nhớ. Có thể nói Undying Dust chính là một trong những tựa game hiếm hoi trên thế giới được tạo nên từ BDF, thể hiện sự sáng tạo không giới hạn của lập trình viên nói chung và Lucas nói riêng, đã góp phần không nhỏ vào làng giải trí điện tử, làm cho nó thú vị và huyền ảo hơn. Còn các bạn đã chơi tựa game này chưa? Và cảm nhận của bạn là như thế nào? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới cho tôi biết anh em nhé. Còn bây giờ, nếu thấy video này hay và giải trí, đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh Game Cực Hay để không bỏ lỡ bất kỳ video tiếp theo. Tôi là Hứa Văn Minh, xin chào và hẹn gặp lại.